chào mọi người. Vợ chồng mình đang ở cái sân sau của nhà ông bà ngoại chồng mình. Đây, chồng mình đây. Honey. Thì hôm nay vợ chồng mình đi ra vườn để hái cái nho mọi người. Hái nho để cho ông bà ngoại chồng mang đi xuống tiểu bang Arizona để chống lạnh. Mùa đông ở chỗ tiểu bang mình sống lạnh lắm, mà ở Arizona thì ấm áp hơn, nóng hơn, nên là ông bà ngoại chồng mình phải di chuyển xuống đó. Đó là lý do mà mình làm cái video clip hôm nay để giới thiệu với mọi người cái bụi nho không có bự lắm đâu mọi người, nhỏ à, nhưng mà nó có trái nhiều lắm, hoặc cần luôn. Đây, mình đang đi theo chồng mình để chồng mình hái đây. Honey, careful. Tại vì á, nho nó nằm ở kề dưới đó có mọi người, mà chồng mình không có để ý không, toàn là đạp lên không à, đạp lên là nát nho hết, sao mà thu hoạch được, đâu có ăn được, nên là mình phải kêu chồng mình cẩn thận đó. Nho này á, thì theo như mọi người nói á, thì cái nho này á, là làm rượu được nha mọi người nha, làm rượu được ha. Ăn thì nó không có được xuất sắc lắm đâu nha mọi người, nhưng mà nó cũng ngon, cũng ngọt. Thì nho này ở đây người ta thường dùng để làm rượu á mọi người, rượu nho á. Chồng mình hái trái nho nào á cũng để vô miệng thử hết. Đó, mọi người thấy không? Ngon quá trời luôn. Đây, honey. Ở nhà ông bà ngoại chồng mình á, cũng như là nhà quê của chồng mình á, không có gì ngoài trái cây hết mọi người. Nào cherry nè, nào táo nè, nào mơ nè, nào lê nè, nào nho nè, có đủ hết. Tùy theo cái thời gian mà mình sẽ có trái cây ăn khác nhau. Như lúc mà khoảng bắt đầu mùa hè là mình ăn cherry. Mình nói cherry mình ăn là mình ăn xuống ngập mặt luôn á. Đây, cái vườn cherry này đây. Đó, thì cái vườn cherry này á, là trước đây là của ông bà ngoại chồng mình. Ông bà ngoại chồng mình bán cho người ta, nên là người ta nói chứ ông bà ngoại chồng mình cũng như là mẹ chồng mình á, là có muốn ăn á thì cứ ra vườn mà hái ăn, thích thì cứ ra hái ăn, chứ không cần phải mua hay là xin nó lại gì hết. Cái chùm nho này ngon quá mọi người. Nó là đợt mà cái mùa cherry ở nhà là mình ra mình hái mà mình ăn, mà mình hái mà thao thao luôn á mọi người. Rồi sau đó là mơ. Táo thì cũng già rồi, táo thì nhà ông bà ngoại chồng mình có khoảng 20 cây thì cũng già rồi, mà nó già rồi chứ mà nó chưa thực sự là ngon đâu, nên là mình chưa có hái. Còn như này nè, là nho này nè, là ông bà ngoại chồng mình chuẩn bị đi tiểu bang Arizona mà nhiều lắm. Thôi mà nói chồng mình á, là chồng ơi, mình ra vườn mình hái nho đi, mình hái nhiều rồi rửa sạch sẽ bỏ trong bị để ông bà ngoại chồng mang theo đi trên đường á mọi người, ngồi trên xe từ tiểu bang Washington mà đi xuống tiểu bang Arizona cũng đâu có gần, thì mang theo dọc đường á, buồn buồn lấy ra ăn. Thì đó là ý của vợ chồng mình. Thì vợ chồng mình hái có đâu có bao nhiêu phút đâu mọi người, đó mà được một rổ này đâu nè. Đó, chồng mình kêu là hái nhiêu đây thôi chứ nhiều quá ăn cũng không có hết, nên là chắc là mình hái nhiêu đây thôi. Trời ơi, nhiều lắm mọi người. Mọi người mà có ở đây là mọi người mê luôn. Mình chỉ cần vạch cái lá ra nè, mình vạch lá ra nè ha, mọi người thấy không, dưới cái lớp lá nè, dưới cái lớp lá nè toàn là nho không, ăn đâu có hết. Chồng mình kêu cũng ăn được khoảng 1/3 thôi, còn bao nhiêu là bỏ. Mọi người ơi, nó không có thật sự ngọt đâu nha, nó chua chua. Tại cái nho này á, là người ta dùng để làm rượu á, nên nó không phải là một loại nho mà cực kỳ ngọt. Và cái nho này á, thì cái vỏ nó hơi dày, nên là nó cũng chua. Của cái hột nho nó cũng chua, nó chỉ được cái phần thịt
mà giữa cái vỏ với lại cái hộp á thì nó ngon hơn. Chứ còn cái hộp á, kề cái hộp á, phần thịt kề cái hộp nó chu, với lại cái vỏ nó dày lắm. Nói chung mà có ăn cũng được, không phải tốn tiền mua. Đây, chồng mình ăn nhiệt tình lắm. Đây là mình đang đứng ở phía sau của cái phía sông sau của cái nhà ông ngoại chồng với nhà mẹ chồng mình. Phía xa xa là nhà mẹ chồng mình đó. Rồi đây, chồng mình đang hái đây. Nhiều lắm. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip của mình. Hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha.